Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chess sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái biến thể lâng cao hơn của cái đội hình sáng nay anh em nhé. Với các anh em lưu bài mới chơi thì anh em có thể tìm cái video sáng nay đấy, trước cái video này một số anh em nhá. Với các anh em mà không biết là buổi sáng hay buổi tối là video nào thì anh em hãy tìm cái tập trước cái tập này. Cái tập này là tập bao nhiêu thì anh em trừ một số, trừ một tập là sẽ ra cái tập mà anh em lưu bài cần tìm. Đấy, thì cái bộ sáng ngày hôm nay là một cái line up mà dành cho các anh em lưu bài có thể dễ dàng có thể chơi được. Đó, mặc dù nó là một cái bộ dành cho new buy rất là dễ chơi, nhưng mà nó lại là một cái bộ khá là mạnh. Đấy, có rất nhiều cao thủ sử dụng. Tất nhiên là cao thủ người ta sẽ chơi một cách linh hoạt hơn, người ta sẽ chơi xây dựng một cách linh hoạt và sẽ chơi lưng cao hơn. Đấy, chơi kiểu khác chứ không hoàn toàn là chơi dập khuôn. Đấy, thì ở trong cái video clip ngày tối hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái đội hình. Nó là một cái đội hình phát triển từ cái đội hình sáng nay. Đấy, và nó mạnh hơn nha anh em nhá. Đồng thời cái việc nó mạnh hơn thì nó cũng khó chơi hơn. Đó, đó là cái sự đánh đổi. Đội hình dễ chơi thì nó sẽ yếu hơn, và đội hình khỏe hơn thì nó sẽ khó chơi hơn. Và cái video ngày hôm nay thì tôi cũng xin khuyến cáo các anh em là các anh em chơi thông thạo rồi, các anh em chơi cái trò này nó cũng khá khá rồi thì anh em hãy chơi, anh em thử nghiệm. Còn các anh em new buy thì có thể là anh em cần phải có một thời gian đấy để anh em làm rõ được cái quy luật của cách xây dựng đội hình, cũng như là có thể giữ máu được, bởi vì cái đây nó không phải đội hình cho người mới chơi nhá. Đấy, còn chơi như nào thì anh em sẽ phải xem cái diễn biến trận đấu. Đó, tôi thì xây dựng thì cũng giống như bao nhiêu con game khác thôi. Chúng ta sẽ có thể là tận dụng những cái con bài được cho, làm nào để chúng ta có thể đánh được cái chuỗi thắng. Sau đấy thì chúng ta sẽ form dần về cái đội hình đó nha anh em nhá. Tất nhiên là nếu mà nói lưu bài không thể chơi được cái đội hình này thì cũng không đúng. Anh em chơi thì vẫn được. Đấy, nhưng mà anh em hãy cố gắng. Anh em xem cái video clip trước cái video clip này nha anh em nhá. Để anh em nắm được cái cách vận hành của cái bộ đấy đã. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là với cái video ngày hôm nay có thể là tôi sản xuất để dành cho anh em cũ, anh em đã chơi lâu năm. Tuy nhiên là anh em cũng có thể xem, các anh em lưu bài ấy có thể xem để tham khảo về một cái đội hình khác, một cái đội hình biến thể mà nó khỏe hơn nha anh em nhá. Ngày hôm nay ở trong cái clip buổi sáng thì tôi cũng đã chia sẻ với các anh em là có rất nhiều những cái anh em lưu bài mới. Thế mà anh em không tin. Thực sự là cái giai đoạn này có rất nhiều anh em mới đấy anh em ạ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có nhiều người mới, nhưng mà đúng là nó là như thế. Cái sự thật đó là rất nhiều anh em mới. Đấy. Và nội dung bây giờ thì sẽ phải là chia đều cho cả hai nha anh em nhá. Đây rồi, Whispersia. Tôi cũng sẽ tận dụng con này luôn. Ok, sẽ để cái Berlin cho nó. Chúng ta sẽ có một cái Berlin cho Whispersia. Hiện tại là tôi vẫn đang giữ 100% máu. Ơ kìa, đấy lại gặp người quen rồi. Đấy, dạo gần đây là kênh nó bắt đầu nó lại đề xuất lại xu hướng anh em ạ. Nên là vào trong game là có rất nhiều anh em thân quen. Đấy, anh em biết đến kênh tôi. Tuy nhiên là tôi chưa vội trả lời ngay đâu, bởi vì rất có thể đây là chat anh em ạ. Nhiều khi là chào idol nhưng mà không rõ là ai. Đến lúc mình trả lời rồi họ lại bảo là không phải mình, thì lúc đấy thì rất là buồn cười. Tôi đã bị dính cái quả chat này rồi. Nên là tôi rất là cẩn thận trong cái việc trả lời những cái người mà gọi tôi là idol. Đấy, chỉ khi nào mà người ta chào đúng tên thôi thì tôi mới trả lời lại thôi anh em nhá. Nên là tôi cũng chưa vội trả lời đâu. Ok rồi, chúng ta sẽ mua rồng. Đấy, như ban sáng tôi cũng nói với anh em là chúng ta sẽ mua những cái con rồng vào để chơi 5 rồng. Tuy nhiên là giai đoạn đầu nó sẽ không ra đâu. Đấy, không phải trận nào nó cũng sẽ ra 5 rồng sớm cho anh em. Nên là anh em sẽ phải tận dụng được những cái con mà nó cho, những cái con mà giai đoạn đầu nó cho anh em. Con nào mà bốc được vào để tận dụng giai đoạn đầu game, tận dụng cái tài nguyên đó để khiến cho anh em có được một cái chuỗi, hoặc là chí ít là giữ được cái lượng máu, thì anh em sẽ phải tận dụng.
Đấy, và để mà đánh được cái kiểu tận dụng mà vẫn đánh được chuỗi ấy, thì anh em sẽ phải học rất nhiều nhá các anh em nhá. Sẽ phải rèn luyện, sẽ phải thông thạo rất nhiều lineup khác nhau để đánh giá được cái sức mạnh của đội hình, thì anh em mới có thể là tận dụng được một cách triệt để, hiệu quả. Ok. Đấy, và hiện tại là tôi đã có chuỗi. Đấy, sau này là tôi đã có chuỗi cộng 5 rồi. Sau này chúng ta sẽ có con Kunka. Bán cái con, tôi nghĩ là sẽ bán một con đi, con này. Đấy, Kunka này tôi sẽ phải mua này. Thậm chí là chúng ta sẽ phải bán hai con, bởi vì là tôi cũng sẽ phải mua cái con rồng. Để tôi xem tôi bán con gì nó hiệu quả. Có thể là tôi sẽ bỏ cái bộ Goblin đi anh em ạ. Đến cái tầm này mà Goblin không lên được 2 sao ấy thì tốt nhất là chúng ta nên bỏ đi. Đây, như này đi. Đó. Cái này để chứng minh cho anh em thấy là cái việc mà anh em thông thạo ấy, anh em sẽ tận dụng được những cái quân cờ được cho, nó rất là hiệu quả. Đấy, tôi bỏ cái bài Goblin đi nhưng mà tôi lại giữ cái chuỗi này. Ok, chúng ta sẽ giữ được đến round 10 đấy. Sau round 10 là chỉ chưa biết, nhưng mà cái round này thì chắc chắn là chúng ta giữ được rồi. Kết hợp 3 Feather, kết hợp vào với con cây nó đẻ được. Đấy, bây giờ lại cho Feather này. Mặc dù là cái con này nhá, nó chả liên quan gì đến cái bộ bài mà tôi đang chơi cả. Đấy, nhưng mà nó cho thì chúng ta phải tận dụng thôi. Ok anh em nhá. Những cái con này là những cái con mà chúng ta hoàn toàn, chúng ta tí nữa chúng ta sẽ phải bán đi. Nhưng mà nó cho thì tôi sẽ tận dụng. Ngoài ra tôi giữ những cái con mà nó đang có cặp ở phía dưới. Tí nữa nó lên được 2 sao thì có thể là chúng ta sẽ mua và chúng ta cho vào. Rồi chúng ta sẽ có những cái quân bài 2 sao ở trong cái bàn cờ. Và round sau chúng ta sẽ gặp cái thằng có chuỗi đấy. Đấy, và nếu mà đánh giá chuẩn đội hình thì chúng ta có cái cơ hội ăn được. Trong trường hợp mà chúng ta không ăn được thì tôi sẽ làm mọi cách để chúng ta có thể ăn được. Trừ khi là chúng ta quá yếu so với đối thủ thì là tôi bỏ qua luôn. Tôi sẽ không up cấp, tôi không làm gì cả. Đấy, còn khi mà chúng ta có cơ hội ăn thì tôi sẽ tìm đủ mọi cách để tôi có thể ăn được cái chuỗi này. Rồi, hiện tại tôi có một con cây nên là tôi sẽ lấy cái này. Con cây này nó rất trâu anh em ạ, con cây 2 sao. Nên tôi sẽ lấy cái giáp xoay thay vì là cái ngọc bắn trưởng anh em nhá. Mặc dù là đa phần các anh em mà chơi rồng mết, anh em sẽ lấy cái ngọc tăng cái ma pháp đúng không? Tăng ma pháp, nhưng mà không. Tôi thì tôi lại có một cái suy nghĩ ngược lại. Tôi cứ cái con nào mà chúng ta có thể tận dụng được thì tôi sẽ lấy cái đồ cho nó. Ví dụ như bây giờ cái con cây lên được 2 sao thì tôi sẽ lấy đồ cho con cây để cho nó gánh tôi ra giữa game. Tôi có thể giữ được cái chuỗi này anh em nhá. Đấy, ok. Rồi, đối thủ cũng là coi như là bỏ qua rồi, không áp 7 có nghĩa là chúng ta sẽ ăn được cái chuỗi này thôi. Rất là ok. Rồi, thậm chí là nó có thể là cho tôi luôn cả một con Velom nữa. Nếu mà cái giai đoạn này mà tôi không chơi năm rồng ấy, tôi bỏ qua và tôi chuyển sang một cái lineup khác, đấy là lineup Glacier. Đó. Hoặc là line up có thể là Insectoid thì cũng được. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các anh em một cái biến thể khác của bộ lam rồng. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ vẫn chơi cái bộ đội hình này nha anh em nhá. Còn Velomancer bây giờ có thể kết hợp với Kira rất sớm, với cả Insectoid rất sớm, khi mà chúng ta kết hợp với Durui rất dễ chơi. Rồi, round này vẫn sẽ giữ chuỗi thôi. Con cây rất trâu. Cây rất trâu anh em ạ. Vừa có Feather lại vừa có giáp, vừa có giáp xoay nữa. Đó, chúng ta sẽ có những con 2 sao. Nếu mà tôi bỏ cái này vào tôi sẽ có 3 human này. Thắng chúng ta sẽ có 3 human. Rồi, tôi đã giữ cái chuỗi cộng 8 ở đây anh em ạ.
Cái trận sáng nay tôi còn chả có chuỗi đầu game mà tôi còn đánh, sau này tôi còn đánh có chuỗi được. Thì cái trận này có chuỗi đầu game thì nói chung là chuỗi này nó sẽ phải kéo dài dài đấy anh em ạ. Ấy, biết ngay. Này thì sâu Blink chúng tôi. Dí ngay con Atabu chờ mặt, thế là hết đẻ. Linh cảm nói chung là nhạy bén đấy. Rồi, thế là hơi xong à. Chỉ là một cái cú linh cảm nhẹ thôi, nhưng mà đấy, nó rất là hiệu quả thôi anh em. Chứ cái quả vừa rồi mà sâu nó Blink xuống dưới mà nó đẻ được thì cái câu chuyện nó có thể nó sẽ khác đấy. Ok, thôi được rồi, bây giờ tôi kẹp cái con Tabu trở phía dưới anh em nhá. Để phòng những cái trường hợp mà Blink, Blink các thứ xuống dưới này nguy hiểm lắm. Nên chúng ta để ở phía dưới. Đấy, bây giờ tôi level 7 50 tiền rồi, chuỗi cộng 9. Đánh nó cứ phải gọi là dễ đúng không? Nhìn thì thấy nó dễ thế thôi, nhưng mà thực ra nó lại là khó. Bởi vì là đâu phải là ai cũng có cái kiểu là tận dụng như cái con được cho đâu. Nhiều khi là anh em muốn chơi một cái lineup gì đấy và xong rồi cuối cùng là nó ra những cái quân bài mà nó không thuộc cái bộ đấy là anh em cũng bỏ qua hết. Đấy, nhưng mà tôi thì không, tôi thì ngược lại. tôi chiến hết anh em ạ. Ủa đao này có thua không? Đao này gặp Exit này, 6 Exit. Khả năng là vẫn ăn được. Cây vẫn rất chỉ ở đây. Cây có khả năng hồi máu. Whisperseer có khả năng đẻ đệ. Vẫn có thể giữ được chuỗi này. Ok. Lại thêm con gấu nữa này. Gấu này cũng có thể tận dụng được. Nếu mà đang có một cái thằng nó đang có chuỗi là chúng ta hướng tới là chúng ta sẽ đớp cái chuỗi đấy của nó. Làm nào để có thể là lấy được cái chuỗi đấy. Nếu mà muốn lấy được cái chuỗi đấy thì bắt buộc ấy, chúng ta sẽ phải bỏ cái con Kunka ra nha anh em nhá. Bỏ Kunka ra cho 2 bit vào, đánh ở level 8. Sẽ không thể lấy được những cuốn sách ở những cái round tiếp theo nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hướng tới là ăn cái chuỗi kia và cũng như là giữ cái chuỗi này. Sẽ phải để cái đội hình mạnh nhất. Ba mét vào là đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ thêm bit vào, tăng cường sức mạnh cho những con đệ ở Whisperseer. Nó sẽ được cộng thêm cái hiệu ứng của bit nữa. Rồi, cái đao này không ăn được cái cuốn sách chứ. Hơi cay nhỉ. À, nếu mà ra con rồng này thì nó lại câu chuyện nó lại khác nhá anh em nhá. Nếu mà ra rồng ấy thì có lẽ là chúng ta có thể là cho con rồng này vào. Đấy. Con rồng này là gây sát thương phép, rất là ok. Rồi, lấy cái rìu pha lê đi. Ok nha, anh em thấy không? Giữ chuỗi hiệu quả không? Từ lấy giờ tôi vẫn giữ được cái chuỗi này luôn. Và anh em có tin được là tôi với một cái đội hình chấp vá tôi có thể giữ được chuỗi ra 20 không? Ui, 6 đỏ à? 4 đỏ, 4 đỏ, chưa chưa, thằng này vẫn ăn được, vẫn ăn được. Level 7 thôi, vẫn ăn được. Câu ra gấu không? Một khi mà vẫn còn con rồng và vẫn còn con cây thì chúng ta vẫn có thể ăn được đó. Con rồng đóng vai trò là gây đam. Và con cây, con Warwick Set đóng vai trò tăng cơ. Chỉ cần một trong hai con đấy chết là chúng ta sẽ thua đấy. Thậm chí là bây giờ đủ tiền có thể đẩy lên 9 luôn cũng được anh em ạ. Đẩy lên 9 cho 2 bit vào. Sẽ phải bỏ Kunka ra thôi. Ok nha. Nó lại gọi hợp lý luôn anh em ơi. Round này mà tôi không đẩy lên 9 thì tôi sẽ mất cái chuỗi này đấy anh em ạ. Vãi đái. Và có thể là bây giờ là đẩy lên 9 vẫn có thể mất cơ. Liệu rằng chúng ta có thể giữ chuỗi này không? Quả đẩy cấp rất nhạy cảm của Tuấn Cơm luôn. Rồi rồi, rồng vẫn sống, cây vẫn sống. Có cơ hội, có cơ hội, có cơ hội. Ui, căng, 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 căng. Cây vẫn sống nhá, cây vẫn sống.
Cây vẫn sống. Rồi, một con Berserker 2 sao trong cái bộ 6 cửa lai anh em ạ. May quá mà thôi. Quả đẩy cấp thật sự ở nhạy cảm luôn. Gấu 2 này. Tận dụng luôn anh em nhá. Tận dụng luôn. Mặc dù là tí nữa mấy cái con này là tôi vứt hết thôi. Căng thẳng thật sự đấy. Rồi tôi sẽ xếp lại đội hình này lại một chút. Sẽ phải quyết tâm ở giữa cái chuỗi này đến sau round 20. Rồi, gặp thằng này 6 goblin à. Đủ bộ chưa? Chưa. Rồi. Một cái chuỗi cộng 7 có thể là tôi sẽ ăn được đây. Được không? Được anh em ơi. Vậy là tôi cắt được cái chuỗi cộng 7 ấy luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Anh em thấy cái độ thông thạo chưa? Một khi mà tôi đã có chuối thì cái việc giữ chuối của nó rất là đơn giản luôn. Rồi, chúng ta đang có level 9 với 34 tiền. Phải nói là quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Bây giờ cái vấn đề của tôi là giữ chuỗi lốt cái round này thôi. Làm nào chúng ta có thể giữ chuỗi lốt được cái round này thôi. Hy vọng là tôi có thể giữ được cái chuỗi này. Sau cái round 20 chúng ta có thể mất chuỗi cũng được, không sao, không vấn đề. Còn bây giờ tôi muốn là cái chuỗi này nó sẽ giữ nốt cái round sau. Để tôi có một cái lượng tiền là 50 tiền sau round 20 anh em nhá. Rồi, ăn nổi không? 9 warrior anh em ạ. À, chưa đủ. Mà ra con gấu 2 sao rồi. Ăn nổi không đây? Con rồng bây giờ nó đang nhổ một cái quả, nó hơi bị sida một chút. Rồng vẫn chưa chết. Rồi, đối thủ ra con warrior 5 tiền. Cây vẫn còn sống, ok rồi. Chúng ta sẽ giữ cái chuỗi này. Hay quá nhỉ. Rồi, Thunder lên 2 sao này. Đấy, ở cái trận này khi mà chúng ta chơi 5 rồng thì con Thunder đến tận round thứ 20 nó mới lên được 2 sao. Đó, nhưng mà tôi vẫn có thể giữ được cái chuỗi. Ngoài ra trận này vẫn chưa có 6 mét đâu. Chúng ta lên 9 rồi vẫn chưa có 6 mét, vẫn chưa có 5 rồng. Già vẫn chưa ra. Nhưng mà hoàn toàn đây là tận dụng những con Drui mà chúng ta có thể giữ cái chuỗi này. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ôi, bảo men nói gì cả. Lại làm content tốc độ bàn thờ 2.0 à anh? À không em. Content tốc độ bàn thờ nó đã qua rồi. Anh không có làm hai content giống nhau trong một tuần. Rồi, bây giờ tôi đã có thể là lên được level 9 với 50 tiền rồi. Có lẽ là random. Ok, gương. Rồi, tạm thời như thế. Cái tầm này thì phải xác định là mất chuỗi bất cứ lúc nào nha anh em nhá. Đấy, tầm này là bắt đầu là không form được cái gì cả. Bởi vì đội hình là tận dụng đầu game mà. Đấy, chúng ta hoàn toàn, chúng ta đây là tận dụng chấp vá thôi. Bây giờ là chưa ra một cái gì cả. Nên là cái việc mà mất chuỗi nó là đương nhiên. Sau round 21 thì họ bắt đầu đã form được các cái đội hình chuẩn rồi. Mà chúng ta chưa. Đấy, nên là xác định luôn là bây giờ là mất chuỗi là được rồi. Không có cái gì mà phải lăn tăn cả. Đấy, không tiếc nữa rồi. Tầm này thì ai là cái người lấy được cái chuỗi này thì may mắn cho người đấy thôi. Ôi gì kìa. Đánh từ từ cho anh em thở tí anh ơi. Lên video khéo còn được đăng ký hội viên. Ôi rồi ôi, quý hóa thế nhở. Có chắc chưa để đánh từ từ nào. Thực ra thì cái tầm này đánh từ từ. Ủa thôi chờ. Bình tĩnh nhá, thằng mà nó cắt chuỗi được của tôi là thằng Ego Seed anh em ạ. Thế thì cũng căng. Thôi chết rồi, không thể tin được nó là cái thằng này. Thằng này là cái thằng counter tôi đấy anh em ạ. Nó có quá nhiều tiền luôn. Nó là cái thằng mà vừa nãy là nó được Echo.
được cái chuỗi thua rất là dài luôn. Sau đó round 21 lại cắt được cái chuỗi thắng của tôi. Tiền của nó bây giờ nhiều cực kỳ luôn, là có thể lên được 10 rồi. Chơi 9 Exorcist mà up được lên 10 sớm, căng đấy. Mà cái đội hình đấy nó lại đang counter cái đội hình mà tôi sắp xây dựng chứ. hơi sợ đấy nhỉ. Hơi sợ đấy. Tôi chắc là tôi cũng sẽ lên 10 sớm thôi. Chuyện này tôi đánh lên ở 10 luôn. Tôi lên 10 luôn, không đánh được 9 nữa. Tầm này mất chuỗi rồi thì cũng chả cần phải lang thang quá nhiều level này. Đây, gót đỏ đây, gót đỏ du xoay đây. Họ bây giờ họ form được hết đội hình rồi anh em ạ. Bây giờ cái việc của chúng ta là giữ được cái lượng máu đó. Chứ còn thua thì sẽ thua đấy. Bắt đầu từ round 20 trở đi là sẽ thua. Sẽ chả thắng được cái round nào đâu. Round này có thắng được không? Gấu con mà nó vả đau thì cũng có thể ăn được. À, vẫn ăn được đấy. Gót du xoay đánh ở level 8 rồi mà yếu ấy nhỉ. Rồng đây rồi. Thiếu một con. Chúng ta vẫn thiếu con rồng 3 đô anh em ạ. Lancer không mua nha anh em nhá. Trong đội hình này nó sẽ không có Lancer đâu. À, tôi bỏ qua luôn. Mặc dù là Lancer mà bây giờ mà ra Lancer thì chuyển sang 6 Glacier thì cũng ngon đấy. Mà thôi. Rồi Goblin. Sau này chắc là sẽ mất nhiều máu đấy. Goblin này trâu lắm, không đủ đam này có thể tiêu diệt được. Thunder sống thì may ra mới clear được mấy con. Thunder phải sống. Đấy, Thunder sống thì sẽ clear được. À cũng không mất nhiều máu lắm đâu. Thua chúng ta chỉ mất ít máu đó. Rồi không sao không sao không sao. Lọt 3 con thôi được rồi. Thằng này nó God anh em ạ. God Goblin. Bố này đang hot đấy. God Goblin khỏe. Rồi chứa quỷ ra rồi đây. Ok, tôi sẽ dồn đồ cho chú quỷ anh em nhé. Hiện tại là chúng ta sẽ có chú quỷ này gánh đam. Có đồ đánh tay cho nó rồi. Con già không mua anh em nhé. Con già không mua đâu. Tôi chuẩn bị chuyển về bộ lăm rồng kết hợp với cái gì. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là cái biến thể của bộ lăm rồng. Ngày trước thì anh em cũng đã biết cái bộ này rồi. Nó chính là cái bộ ngũ long hóa hình. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã chơi cái bộ ngũ long hóa hình ở cái thế hệ thứ hai của nó. Tức là chúng ta sẽ chơi ngũ long hóa hình thế hệ mới anh em nhé. Nó khác với cái bộ ngũ long hóa hình ngày trước. Đấy, chúng ta sẽ kết hợp với cả 4 Witcher. Và đánh ở level 10. Đánh ở level 9 hơi đủ bộ rồi. Nhưng mà đánh ở level 10 chúng ta sẽ kẹp được thêm con chú quỷ vào. Đấy. Ok. Bây giờ hiện tại chúng ta sẽ có 5 rồng này. Rồi. Bỏ bớt những con này đi. Ok. Sau round này tôi sẽ xả hết tiền để tôi form về chuẩn cái đội hình ngũ long hóa hình cho anh em. Hiện tại là chúng ta vẫn chưa ra một con Fallen Witcher nào cả. Hơi đen đúng không? À, không phải nói là hơi đen mà là quá đen. Đấy, nếu mà chúng ta xây dựng một cách thông thường là chúng ta chăm chăm vào mua những cái con Fallen Witcher thì thực sự là nó không ra. Nó không ra rồi. Và có thể là bài này nó đã toang rồi. Đấy, nhưng mà tôi đã tận dụng những cái quân bài khác để tôi hướng về cái bộ này. Và hiện tại tôi đã lên được level 10 và tôi đã xây dựng được là về cái bộ này rồi. Thiếu mỗi Fallen thôi. Ok, roll nha anh em nhé. Kiếm đủ Witcher vào thôi. Mấy cái con mà không phải cái bộ đấy thì bỏ hết. Không có lấy con nào cả. Chúng ta chỉ bốc vào con Fallen thôi. Dòng này. Đen nhỉ anh em nhỉ. Đây là roll hết 50 tiền rồi chưa ra Fallen nào luôn. Đen thật sự ấy. Hmm.
Bỏ này đi. Từ từ đã, lấy đồ ở đây, không là không kịp mất. Chưa ra một con nào luôn anh em ạ. Dã man. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, đủ bộ nhá. Bán hai con này đi. Rồi, hai con rồng ra. Đấy, một khi mà chúng ta lên được level 10 và chúng ta form được đủ bộ như này thì chúng ta vô địch rồi đấy. anh em tin không? Anh em tin là vô địch rồi không? Anh em không tin, anh em cũng sẽ phải tin. Rồi, thằng này thằng sẽ mất nhiều máu. Nhưng mà nó lại là cái bóng anh em ạ. Trời ơi, anh em nhìn kìa, 24 máu luôn. Rồi, sẽ roll tiếp nha anh em nhá. Kiếm một full lần 2. Đây rồi. Full lần là lên được 2 sao rồi này. Đấy, tôi có quả trứng. Nhưng mà roll tiếp thì sao? Roll hết tiền đi. Biết đâu đấy quả trứng này đập được cho chú quỷ đúng không? Hết tiền luôn anh em ạ. Rồi, đấy, tự lên được 2 sao nhá. Trứng này tôi để dành cho chú quỷ. Ok, bây giờ dồn đồ cho nó. Chúng ta sẽ dồn đồ cho full lần. Rồi, có những cái món đồ còn lại tôi sẽ đổi ra cái đồ cam anh em nhá. Ok. Rồi, cướp điên. Cướp điên đi. Giáp xương rồi thôi. Chả cần đâu. Đội hình này cứ phun công mà chơi thôi anh em ạ. Đam to, không cần phải thủ đâu. Đánh đôi công luôn. Cách phòng thủ mạnh nhất đó chính là tấn công. Anh em nhìn này. Ui rồi, dã man. Hai lần gặp cái bóng của thằng này đẩy rao nào mất 20 máu luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Rất khỏe luôn đấy. Rồi, đổi một cái món đồ cam nữa luôn. Chúng ta thiếu một món. Bây giờ tôi chỉ đổi đồ cam thôi anh em ạ. Rất mạnh đúng không? Mời anh em chứng kiến cái lineup Ngũ Long Hóa Hình thế hệ mới. Đấy, 2.0 cực kỳ mạnh luôn. Đấm một phát chết con. Nó full lần Witcher đấm một phát là chết con. Anh em cứ để ý mà xem. Làm cực kỳ to. Đánh đã xuyên giáp rồi lại còn đánh rất thấm luôn. Đánh nó như là một con assassin với cái sức mạnh tấn công là nhân đôi. Bình thường anh em thấy là nó là 1000 đam, đúng không? Nhân đôi lên là 2000 đam một phát đấy anh em ạ. Đấm phát chết con. Thậm chí là cái con tướng chính của tôi nó bị cấm đánh luôn ấy. Đấy, cái thằng Egoship bây giờ bị tôi đấm cho sấp mặt. Quá khỏe anh em ạ. Rồi, vẫn chưa có đồ để đổi đồ cam thứ hai. Chắc là sẽ phải đến rao quái rồi. Rao quái chúng ta mới có đồ để đổi đồ cam. Tôi sẽ đổi cái đồ cam thôi. Nên là những cái món này tôi sẽ không đổi nữa. Cứ để là anh em ạ, đang khá là khỏe. Serpent 2 mới có clip à? Đâu cần phải Serpent 2 đâu. Serpent 1 là đủ rồi mà. Anh em thấy là Serpent vẫn 1 sao mà đấm nó đã đau như này rồi. Với cả cái đội hình này tôi cũng sẽ không dồn đồ cho con Serpent. Đội hình này chủ yếu là dồn đồ cho con Fallen Witcher. Fallen Witcher hóa hình. Rất mạnh. Nhân đôi đồ. Đấy, khi nào mà có RO sẽ là nhân nhân 3 đồ. Nhân 5 đồ luôn ấy. Nếu mà lên 3 sao. Đàm rất to, đập phát chết con. 5 con Fallen mà nó đấm mỗi con một phát chết một con thì anh em biết là nó mạnh đến cỡ như nào. Đấy, cái nhà beat kìa. Nhà beat còn có kịp làm gì đâu. Vừa mới xuất hiện một cái là bay màu rồi. Rất khỏe. Thực sự là rất khỏe đấy. Thậm chí là những cái con mà con tướng mà dồn đồ của nhà beat ấy thì cũng một đập là chết thôi anh em ạ. Quá mạnh luôn.
Tuy nhiên là cũng chia sẻ với anh em ngay từ đầu rồi đấy, là mặc dù là cái đội hình này nó mạnh thì cỡ như này, nó mạnh lắm luôn ấy, có thể nói là một cái đội hình siêu lết. Khi mà con Fallen Witcher của anh em mà có RO mà lên được 3 sao thì là anh em có thể là sẽ có 5 con Fallen Witcher cầm đồ. Và cái lượng đam của nó phải lên đâu đấy, nó phải rơi vào cỡ khoảng 5.000 đam, 6.000 đam. Đấy, bởi vì 5 con đánh mà, đúng không? Mỗi con 1.000 đam thì nó phải là 6.000 đam. Anh em nhìn cái con quái không? Anh em có vừa nhìn con quái không? Con quái to mà đánh 2 phát chết. Tôi còn chưa để ý là cái con quái to là máu nó bao nhiêu máu đâu, nhưng mà 2 phát đấm là chết đấy. Đấy, anh em thấy không? Lượng đam là cực kỳ khủng. Con quái to cỡ đâu đấy cũng phải 5.000 máu, 6.000 máu rồi đấy, mà chỉ cần đấm 2 phát là chết rồi. Rồi, tôi sẽ lấy cái đồ cam nha anh em nhé. Cái bộ này mặc dù nó rất là mạnh mẽ nhưng mà nó rất là khó để có thể là xây dựng. Búa xét. Chúng ta sẽ phải đánh ở level 10. Rất khó đúng không? Phải đánh ở tận level 10 đấy anh em ạ. Rồi, trong lúc đấy tôi sẽ roll để tôi kiếm thêm cái con Fallen Witcher. Rồi, rồng lên 3 sao rồi, dồn đồ cho rồng anh em nhé. Đây, con này vào thay con này đi. Có thể con rồng nó sẽ lên được 3 sao. Bây giờ còn 3 rồng nữa thôi. Ok. Rồi, gặp lại một cái bộ Aegis. Cái con tướng chính của tôi ấy, nó bị cấm đánh. Ôi tôi chết rồi, tao này bị đẩy này. Ui, nó đẩy tôi nhiều máu này. 32 máu ạ. Lại trứng này. Rồng hay là Fallen Witcher lên được 3 sao đây. Lui chắc là có thể lui được cả hai đấy. Ui, nhưng mà cái nhà Exit đi rồi anh em ạ. Tức là nếu mà cái round này gặp nhà Beat thì khả năng round này round cuối rồi. Rồi, tôi đổi cái món đồ cam cuối cùng đây. Xong rồi đấy anh em ạ. Ui rồi kiếm cổ luôn này, cộng 500 đam. Lấy luôn không phải ngại. Lấy kiếm cổ luôn anh em ơi. Đam con này cỡ đâu đấy nó phải rơi vào đâu đấy tầm 1.000 đam. 2.000 đam ấy chứ. Đam to lắm anh em ạ. Đối thủ dồn đồ cho con đấy à. Con Velomancer à. Velomancer. Velomancer Blink rồi. Ôi. Anh em ơi, ui, con Velomancer đấm phát chết luôn ạ. Thề. Velomancer full đồ đấm phát chết luôn. Thề. Không thể tin nổi luôn ấy. Chạm nhẹ cái bay màu. Công bằng mà nói ấy, thì cái đội hình này tôi nghĩ là cái đội hình mạnh nhất trong cái meta hiện tại đấy anh em ạ. Chỉ có điều là nó khó, nó có thể xây dựng được thôi. Khá khó khi mà đánh ở level 10. Đánh ở level 9 thì cũng được rồi, nhưng mà nó sẽ không phát huy được tối đa cái sức mạnh, mà phải lên 10 kẹp thêm con chú quỷ vào. Còn anh em thì anh em thấy cái đội hình này thế nào? Anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm vô cùng căng thẳng và kịch tính. Đến tận phút cuối cùng luôn anh em ạ. Đấy, cái con heo đã làm tôi mất ngủ trong ngày hôm qua anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái tập phim Bóng Ma Trên Võ Đài, một trong những cái trận đấu mà tôi dồn đồ cho kiếm hồn ở trong cái bộ gót. Con kiếm hồn nó gọi bóng liên tục, xem cực kỳ đã mắt luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.